Bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 3 là chúng ta sắp xếp dữ liệu đúng không? Sắp xếp và giới hạn dữ liệu. Thì ở đây nó hiển thị có bao nhiêu cái đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái đúng không? Như vậy đâu đó phần dữ liệu ta phải đưa lên nhiều hơn 8 được chưa nhỉ? Thế thì cách làm các bạn sẽ thực hiện như thế này. Chúng ta thêm một cái file là index83.html. Bây giờ chúng ta sẽ 7 chứ nhỉ? 73. Chúng ta sẽ có 72 sang nhé. Canon A, Canon C, đúng không? Canon V. Và chúng ta sửa. Thế để sắp xếp ấy thì chúng ta sẽ tìm ở cái chỗ này này. Product này, in VM product đấy chứ nhỉ? Chúng ta sẽ cách ra này. Đây là nối với các điều kiện ta dùng cái dấu này nhá. Được chưa nhỉ? Ta có order by nhá, order by. Tức là sắp xếp theo cái gì thì chúng ta sẽ có cái này. Ví dụ bạn sắp xếp theo giảm giá. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có trừ product à là price đúng không? Đấy, sắp xếp theo theo giá nhá. Và điều kiện khác đúng không? Ở đây nó bảo ta làm cái gì nhỉ? Ở đây nó bảo là chỉ sắp xếp và giới hạn dữ liệu. Nghĩa là chúng ta sẽ có từ đây có 8 dòng thôi đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 thì thầy sẽ limit đúng không? Limit to đúng không? Limit to là từ bao nhiêu? Từ 8 đúng không? Cho đến gì? 15. Ví dụ thế. Đấy chứ nhỉ? Chẳng hạn như thế. Limit to 8 đến 15. Thế thì bây giờ bạn sẽ phải thêm dữ liệu vào đây. Ở đây bạn sẽ có 4 cái rồi đúng không? Ta copy thêm. Canon C này đúng không? Canon V. Đúng không? Canon V nhá. Thì bạn sẽ sửa lại một tí. Bây giờ là 1 2 3 4 5 này, đây là 6 này. Đúng không? 7 này. 8 này. 9 này. 10 11 12 13 14 15 16 này 17 18 19 còn 20. Ví dụ thế. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái này ra, chúng ta sẽ mở lại là lúc này chúng ta sẽ có 73 nhá. Thì nó chỉ hiện 8 cái thôi đúng không? Hiểu chưa? Hiểu chưa nhỉ? Thì đi tạm 1 2 không đủ. 1 2 3 4 5. Không phải thay đổi giá nó mới hiển thị đúng được đúng không? Nhưng đấy ví dụ thế nhá. Thì đây chúng ta sẽ limit dữ liệu thôi. Được chưa nhỉ? Thì cái này nó gọi là sắp xếp và giới hạn dữ liệu đúng không? Thì thời gian giới hạn từ 8 cho đến 15 và sắp xếp giới hạn thì cái điều kiện của nó ở đây chúng ta sẽ dùng là điều kiện sẽ dùng là order by này nhá. Price và limit nhá. Đấy, thì chỉ sửa cái này thôi, rõ chưa nhỉ? Thì nó sẽ sắp xếp đúng không? Theo giá giảm gì? Giảm dần và giới hạn dữ liệu. Như vậy các bạn chú ý là các cái điều kiện của nó được nối với nhau bởi cái dấu này nhé. Tức là cái product sẽ nằm trong cái vòng lặp là gì? VM.product. Sắp xếp theo gì? Giảm. Giá đúng không? Tức là dấu trừ này là thể hiện là gì? Rồi, chính xác nhé. Còn limit to là chúng ta sẽ hiển thị bao nhiêu cái nhé. Và nếu em không có cái limit to em bỏ ra thì nó sẽ hiển thị tắt. Được chưa nhỉ? Tức là em tưởng tượng là nếu như em không có cái này thì nó sẽ hiển thị hết. Ví dụ thế đúng không? Được chưa? Nhưng có cái limit to thì nó sẽ không hiển thị cái phần đó. Thầy cứ để cái limit này vào nhé. Hả? Đây mình chỉ giả ấy thế thôi. Tức là vấn đề là điều kiện thế này. Điều kiện là giảm theo, sắp xếp theo cái gì thì sắp xếp được một cái thôi. Sắp xếp được một cái thôi thì nó sẽ mất cái này nhé. Ok. Ví dụ thế.